Ôi phải trường, phải trường. Đây là đá rồi đấy. Đây được rồi. Nhìn bên cạnh cao quá, gửi tường đá tiếp, sắp chết rồi. Chết nhá, ăn hàng rồi nhá. Cảm ơn mọi người xem clip của Bộ Khánh Linh. Thôi được con mèo ăn ủi, mất mẹ con trời mồi.